nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách setup cái thời gian bay trên TX Line Red Sky như vậy. Đầu tiên như mình đã set sẵn cái tay này, mình sẽ review sơ cho các bạn. Hiện tại các bạn đã thấy là mình đang set thời gian là 3 phút nha các bạn, khi mà mình bắt đầu gạt arm như vậy là thời gian bắt đầu nó chạy. Và lưu ý là khi mà mình gạt arm vậy á thì cứ tới còn 1 phút nó sẽ báo mình, cứ hết 1 phút nó sẽ báo mình. Nên rất là tiện cho các bạn, ví dụ các bạn bay mà các bạn không có OSD thì các bạn căn cứ vào cái thời gian bay các bạn bay về cho nó hợp lý. Ví dụ những cục pin thì các bạn bay được khoảng 3 phút thì các bạn set 3 phút nha. Thì sau khi 3 phút nó sẽ đến thì các bạn quay về là vừa. Nhưng mà được cái này là nó cứ hết 1 phút các nó sẽ báo cho các bạn một lần, nên ra rất là tiện để các bạn bay. Sẽ để rồi ok, khi mà mình gặp về disarm thì nó sẽ về lại là 3 phút nha các bạn, giống như là nó tự reset á. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn setup như thế nào nha. Trước tiên là các bạn vô cái phần menu của nó, ví dụ như mình sẽ set cái kênh này, kênh này mình đang tạo nè, mình đang set rồi nè. Còn bây giờ mình sẽ sử dụng cái kênh này. Switch warning. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái kênh của nó. Các bạn để ý ha. Đây. Đầu tiên là các bạn xuống cái phần timer one. Các bạn sẽ chọn cái phím mà các bạn am á, ví dụ như mình chọn cái phím là phím này. Nha các bạn. Thì các bạn khi mà các bạn gạt các bạn sẽ thấy nè. Nó chạy nè. Đó. Thì các bạn ví dụ như là mình đang để am là mình gạt xuống dưới cùng. Gạt xuống dưới cùng nha các bạn. Thì mình sẽ gạt xuống dưới cùng thì nó sẽ chạy xuống là SA một cây đi lên. Và qua đây thì các bạn sẽ rồi các bạn qua đây các bạn chọn thời gian, ví dụ như là mình chọn ở đây là 3 phút, mình chọn 4 phút đi, 4 phút ok. Xuống như đây các bạn thấy persist bỏ qua, cái này các bạn click vô minutes là phút á. Rồi tiếp theo xuống dưới các bạn sẽ để cái void nha các bạn. Tại vì cái void thì khi mà các bạn nhấn nó down dần á thì nó sẽ đọc cái tiếng thay vì nó kêu beep, các bạn sẽ dễ nhận biết hơn. Rồi bây giờ mình thoát ra. Các bạn để ý ha. Đây là mình đang để disarm nè, mình gạt xuống là arm nè. 2 minutes. Đó là nó sẽ vừa đọc và nó sẽ vừa down dần. Thì sẽ có một cái trường hợp là khi mà các bạn gạt lên á thì các bạn muốn cái thời gian này nó trở về cái thời gian mà các bạn chưa bay, đó là bằng 4 phút á, thì các bạn sẽ làm thêm một bước nữa, đó là các bạn sẽ vào cái phần function của nó mặc ao ra ngoài ha. Rồi đó, các bạn xuống cái phần function là cái mục 10/12, các bạn nhấn xuống và chọn, chọn cái này mình nha. Ví dụ như là đây các bạn thấy ha, ví dụ về đây là disarm này, mình sẽ gạt lên giữa, thì các bạn khi mà các bạn gạt lên giữa nó sẽ ra cái phím là SA. Ok, mình chọn qua bên này là các bạn click, các bạn chọn reset cho mình. Reset ok, qua bên này các bạn là timer one này. Rồi các bạn click cho đây và là xong. Các bạn quay lại thì khi mà mình bật arm này, các bạn thấy cái thời gian nó chạy ha. Và khi mình disarm nó sẽ quay về lại số 4 phút nha các bạn. Rồi ok, vậy là mình đã hướng dẫn sơ cho các bạn cách set up thời gian bay trên cái tay X-Ray Sky X-Line này. Nó làm tương tự cho các tay khác nha các bạn, chẳng qua là cái phím nó khác nhau chút xíu thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là Talonis thì các bạn set như vậy là nó ok rồi. Rồi ok, thank you các bạn.